Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mini World Thế Giới Tí Hon. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái tập thứ 4 thì phải. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ vào và mình đã tìm thấy gấu panda rồi các bạn ơi. Đây. Wow. Đó. Wow. Okay. Và trước khi bắt đầu video này các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một click đăng ký để ủng hộ cho channel của mình nha. Và gọi là nhớ để lại ý kiến của bạn về ở dưới phần comment cũng như là để lại cho mình hashtag đó là 1 triệu sub nha các bạn. Và mình sẽ cố gắng để phấn đấu được 1 triệu sub hashtag. Hashtag là 1 triệu sub nè các bạn. 1 triệu. Đó, 1 triệu sub. Đó, hashtag như thế này. Đó, hashtag 1 triệu sub ở bên này nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy Eva Gaming hashtag 1 triệu sub ấy. Và hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho mình để lên được 1 triệu sub. Và bây giờ mình sẽ đi tới bắt con gấu panda. Con gấu panda này thì hình như là cho nó ăn cái này. Ồ, như nó đi theo mình rồi đúng không ta? B. Trời ơi, mình vứt ra rồi. Nó đi theo mình chưa ta? Đúng rồi nè, nó đi theo mình rồi nè. Wow. Wow. Đúng rồi, nó đi theo mình rồi các bạn. Wow, dễ thương chưa? Các bạn thấy không? Gấu panda dễ thương không? Wow. Khá là dễ thương luôn. Ok, mình bắt được gấu panda rồi các bạn ơi. Và có một số bạn kêu là mình gọi là có gì hấu nữa. Có bạn kêu là mình cái cúp này nó có skill. Ok, thì từ từ mình sẽ sử dụng skill của cúp này sau nha. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ phải quay trở về nhà. Chúng ta sẽ phải gọi là đi đào bới các thứ, tìm kiếm tài nguyên khoáng sản cho cái tập ngày hôm nay các bạn ơi. Còn chó sói ăn gì ta? Cái này chó sói ăn thịt sống không? Mình có khá là nhiều thịt sống để mình thử cho con chó sói ăn luôn, bắt con chó sói luôn rồi. Để mình thử bắt con chó sói luôn. Heo. Hay. Không phải thịt sống gì ăn gì. Chó sói ăn gì ta? Chắc là ăn xương á. À, đúng rồi, nó ăn thịt sống nè. Nhưng mà không biết tụi nó có đi theo mình không. Wow, đẻ ra một con luôn. Chắc là nó không đi theo mình đâu ha. Đâu mình đi nữa rồi, nó có đi theo không. Ui, tập này bắt được nhiều con quá các bạn ơi. Hay da. Ok, dạ, giờ mà mình đi về nhà cũng hơi xa. Ồ, vậy là con chó sói không bắt được hả ta? Không biết là các bạn nào có biết bắt con chó sói không? Nếu như bạn nào biết bắt con chó sói thì... Ủa, nó telebot được nè. Nếu bạn nào biết bắt con chó sói thì nhớ gọi là hướng dẫn cho mình, chỉ cho mình cách bắt chó sói nha. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ quay trở về nhà. Các bạn, thì ra là cái khu vực mình đi cũng như là cái nhà mình nó cũng khá là gần. Không có xa đâu. Nãy mình đi tới âm 200 mấy, bên này thì nhà mình ở tầm 500 mấy. Ok. Đó, được cái những cái con thú mà mình bắt hình như là nó có thể tele được. Những con mà mình đã thuần chủng ấy thì nó có thể teleport tới được chỗ mình. Cho nên mình khỏi cần mất công, dạng như là mình khỏi mất công dẫn tụi nó vô. Thấy không? Đấy. Đây, mình đã quay trở về nhà sau một chuyến đi khá là dài. Và chúng ta có rất là nhiều thịt luôn. Wow. Sắp xếp. Cái rương này giống như kiểu là để chứa những cái đồ lặt vặt ấy. À đây, mía hả? Xương rồng luôn, chứ cả chút luôn. Wow. Này gỗ, gũng các thứ. Dưa hấu, bí ngô vuông khác gì cái bí ngô tròn nữa ta. Than, sắt cũng nhiều nữa. Mình bỏ. Ồ, à đúng rồi, cái sắt này là mình đã nấu rồi. Ok. Rồi, cho nó nằm xuống nha các bạn, mình sẽ nhốt con gấu này ở đây nha. Và chúng ta sẽ đi ra ngoài. Tránh ra coi. Tránh ra. Đấy. Ở đây thì mía, hình như là lúc nãy mình đi thì nó
nó không có cập nhật, tức là nó cái game ấy, cái chỗ cái world, cái chân này nó không có update cho nên nó không cập nhật. Và bây giờ mình sẽ đi xuống dưới cái khu vực đào bới của mình để mình test thử coi cái phải là khi mà chúng ta kích chuột phải thì nó sẽ kiểu như là có skill đào 3x3 không nha các bạn. Đấy, để mình kiếm, còn không biết mình kiếm kim cương ở đâu nữa, mình cũng chưa rành với cái vụ kiếm kim cương kim cục này. Ủa cái này đâu phải là, không phải là 3x3 đâu, không biết đào được nhiêu nữa. Hình như là đường dọc đó ta. 3 ô, đào được 3 ô thôi đúng không? Đúng rồi các bạn, đào được 3 ô các bạn. Và để mình coi thử bao nhiêu giây nó hồi lại. 3 giây chúng ta có thể sử dụng lại một lần. Khá là ngon. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ đào bới thêm một tí nữa. Và chỗ này khá là tối luôn. Ờ, mình có thể chế tạo được không? Ok. Chỉ có 4 cái đuốc vậy. Trời ơi trời, có 4 cái đuốc các bạn ơi. Không biết là kim cương kiếm ở đâu. Thì mình tưởng giống như kiểu là mình không biết là nó có giống Minecraft không. Chúng ta đi đào có thể ra được kim cương không đó các bạn. Thì đào được sắt thì mình thấy rồi, đào được vàng thì cũng có rồi. Nhưng mà kim cương thì chắc có vẻ là khá là hiếm. Tại vì kim cương như làm được cái mấy cái đồ khá là ngon luôn ấy. Rồi tập này thì chắc là có lẽ là mình bắt cấu trúc rồi đúng không? Thì có lẽ là mình sẽ cố gắng là mở rộng vườn farm của mình lên. Rồi mình coi có cái gì hay hay. Không biết trong này nó có hệ thống đá đỏ không ta? Có hệ thống đá đỏ thì có vẻ là sẽ... Chà, chà, chà. What the... Ui. Ui. Trong này cái gì? Ui, trong này đông lắm. Spawner hả? Wow, vàng. Ui. Mình lượm được. Mình sẽ lấy luôn hết cái rương luôn. Cho nhanh. Ô cái này giống cái spawner rồi ta. Nhưng mà mình đào ra thì nó lại biến mất. Ok. Pep. Đấy, đây là than nè. Giống cái spawner rồi ta. Ồ, có khi có con gì kìa. Nhìn khá là trâu bò. Này, cái kiếm này không có skill. Wow, rất là một cái đùi. Đá nhặt được giò. Ồ, chỗ này mình đi rồi nè. Wow. Ồ, cái chỗ này nó nối với lại cái đường của mình đào rồi các bạn ơi. Không thể tin được. Cái này giống cái spawner vậy ta. Phải spawner không? Ồ, tự nhiên mình cắm đuốc vô cái nó biến mất luôn à. Không biết là mình có cái rìu này. Liêm một đống gỗ nè, mình có 40 mấy cục nè. Đấy, mình đã hốt hết cái đống gỗ ở phía bên này. Rồi hốt hết luôn cái đống gỗ ở phía bên này nữa. Đấy. Wow. Khá là nhiều luôn các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem skill. Hình như là cái này là, nè đó. Bếp, đó, 3x3 các bạn thấy ghê không? Quá ghê luôn. Không biết ở trong đây nó có mấy cái đồ nào mà giống đá đỏ không? Nếu như có các bạn nhớ gọi là comment cho mình biết nha. Những cái dụng cụ nào mà giống đá đỏ để mình lên mình tìm kiếm những cái, làm những cái máy tự động coi. Còn tập này thì mình sẽ cố gắng mở rộng cái ruộng lúa của mình ra. Rồi mở rộng cái chuồng bò của mình ra. Bây giờ mình sẽ đi về. Mình có gỗ rồi, chủ yếu mục đích của mình lấy gỗ là để xây ấy. Để xây mấy cái ruộng lúa các thứ các kiểu. Nói chung là trồng trọt chăn nuôi trong tập này đó các bạn. Đấy, tập sau để mình xem thử tập sau các bạn muốn mình làm cái gì. Các bạn muốn mình làm cái gì thì các bạn nhớ comment cho mình biết nha. Còn bây giờ tập này mình nghĩ là mình sẽ trồng trọt chăn nuôi đi. Chúng ta sẽ phải chúng ta phải đốn cây này rồi đó. Tạm biệt mày. Trời, sử dụng cái skill các bạn, nó mau hư lắm, nó mau hư đồ lắm. Đó, các bạn có thấy, ô, chỗ này văng thuốc ở đây gì, ô. Sử dụng skill á, nó mau hư đồ á. Bây giờ mình sẽ cắt ra 3 ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. 1, 2, 3, 4, 5 ok, mình sẽ làm lại 9x9 nha các bạn. 9x9 để
dạ, ở đây 29 nhân 9. Rồi chúng ta sẽ làm cái ruộng lúa ở đây. Bép bép bép. Có gì đó nó không ổn ở đây. Có gì đó không đúng. Ok, đây đúng rồi nè. 1 2 3 4 1 2 3 4. Ok. Ok. Đây là cái ngõ đi vô của mình và mình sẽ đào một cái ở đây và chúng ta sẽ đổ nước vào. Bép. Rồi, bây giờ mình sẽ cần cái cuốc. 1 2 3 4. Bây giờ mình sẽ cuốc hết cái đống này mới được. Đấy. Trời, trời sắp tối rồi. Cái gì nhanh vậy, mới vừa ngủ một chút tối thui luôn rồi. Đây, pep 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 pep. Đấy. Không biết mình có đủ lúa để mà trồng vô đây không ta. Nếu mà không đủ là phải đi kiếm thêm. Ngoài ra thì không biết mấy cái loại như cà rốt, khoai tây thì kiếm ở đâu. Nếu như bạn nào biết thì nhớ comment cho mình biết luôn nha. Chỉ mình, chứ mình mới chơi game này mình khá là ngu người. Ok, đi ngủ một cái đã. Mình vừa mới làm một hàng cây nè các bạn. Đó, làm một hàng cây đó nha. Ngoài ra thì đây. Xong. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái gọi là gì ta? Cái này thì là gọi là cái ruộng lúa hả? Nhưng mà hiện tại là chưa có lúa để trồng vô bạn ơi. Mình sẽ cắm lúa ở đây. Cắm ở đây. Đây, ở đây và hai bên này cho nó sáng lên. Và bây giờ chúng ta có thể đi kiếm lúa. Rồi mình sẽ đi đập cỏ để kiếm lúa chẳng hạn. Không biết có cách nào kiếm lúa nhanh hơn cái cách mà mình có đập cỏ không ta. Đấy. Trời ơi, trong đây đập lúa nó khá là chậm luôn á. Nó không có nhanh như ở trong Minecraft. Đập nó chậm rì rồi, cái lúa nó khá là nhỏ, khó đập lắm. Đấy. Ôi, để coi thử cái cục này coi. Wow, có dưa hấu nè. Dùng xong 10 miếng dưa hấu mình có thể mình có thể chế tạo hạt dưa hấu được các bạn. Nhưng mà được cái ở trong này thì nó cho những cái lu ấy, các bạn có thể thấy những cái lu, thì cái lu á mình có thể đổ đồ ra cũng khá là ngon. Ok, được, khá là tuyệt vời đó các bạn. Cái lu đó đập ra nó giống như, có nhiều bạn kêu là nó giống như Lucky Block vậy á. Một con chó sói nè bạn, buổi tối con mắt nó xanh lè, gúm ồm rồi. Sợ phải nồi luôn á, nhìn sợ phải nồi. Chỗ này chó mắt quá. Chó xanh nhìn chó mắt quá. Được nhiêu rồi, nãy giờ mới được có 6 hạt giống. Không biết cái này nó có ở dưới kiểu như là ở dưới biển nó có cái monument không ta. Mấy cái ấy á, gọi là thủy cung á. Không biết có giống Minecraft không. Mình thấy cái game này nó làm khá giống Minecraft luôn á. Cách chơi y chang. Craft đồ các thứ nó cũng giống nó tương tự nữa. Cho nên cũng cái lần mặc dù là mình chơi không nhiều nhưng mà kiểu như cũng khá là dễ chơi ấy, mà tại mình chơi quen Minecraft rồi. Đấy. Và sắp tới mình sẽ chơi rất là nhiều game sinh tồn các bạn ạ. Các bạn cứ comment ý kiến của bạn coi thử các bạn có thích mình chơi mấy cái thể loại game sinh tồn khác như ARK, như Rap, như là nói chung là các thể loại game sinh tồn luôn ấy. Nói chung là rất là nhiều, 14 hạt rồi, cố gắng lên. Cố gắng thiệt là nhiều lên. Đấy. Mình sẽ lấy thật là nhiều gọi là hạt giống trồng được cũng khá là nhiều rồi nè. Thì ok, thì trong tập này hôm nay mình đã đạt được mục tiêu của tập trước, đó chính là đó chính là mình đã bắt được con gấu panda, gấu trúc đó các bạn. Thì ok, nếu như bạn nào thích mình làm tiếp tục cái series Thế Giới Tí Hon này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share cũng như là một click đăng ký ủng hộ cho mình nha. Ngoài ra thì các bạn nhớ gọi là ủng hộ mình bằng cách kích vào cái chuông và gọi là để cập nhật những video mới nhất và sớm nhất từ channel của mình. Và các bạn thích mình làm cái gì nữa, các bạn đừng quên comment ý kiến của bạn ở phía dưới phần gọi là bình luận của video để mình biết được mà mình làm ở trong tập sau nha các bạn. Và các bạn thích mình chơi game gì các bạn cũng comment cho mình biết. Và hãy ủng hộ mình bằng cách là hashtag 1 triệu sub nha. Hy vọng là mình sẽ đạt được 1 triệu sub trong năm nay. Trời ơi lâu quá. Bây giờ mới có 600 mấy, không biết bao giờ mới đạt được 1 triệu đây. Các bạn nhớ hashtag 1 triệu nha. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha. Bye bye.